Quá xúc động, Hoa hậu Ý Nhi mất bình tĩnh nói tiếng Anh lạc giọng. Hoa hậu Ý Nhi thể hiện khả năng tiếng Anh trong buổi nhận giải băng danh hiệu dự thi Miss World 2024. Do xúc động, cô mất bình tĩnh, lạc giọng khi phát biểu. Tối ngày 22 tháng 6, ban tổ chức BTC Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam tổ chức họp báo trao sát dự thi Miss World 2024 Hoa hậu Thế giới cho Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và công bố lịch trình cuộc thi Miss World Việt Nam 2024 Nam Vương Thế giới Việt Nam. Hoa hậu Ý Nhi nhận sát đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World lần thứ 72 từ Kristina Pliskova, đương kim Miss World. Tại sự kiện, người đẹp gốc Bình Định có những chia sẻ bằng tiếng Anh trước công chúng. Việc Ý Nhi sử dụng tiếng Anh trong bài phát biểu cho thấy nỗ lực của cô trong việc chuẩn bị kỹ năng khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, do xúc động, Ý Nhi đã không giữ được sự bình tĩnh trong khi phát biểu. Giọng của cô bị run và thiếu nội lực. Được đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 là vinh dự lớn nhất mà tôi có được trong đời. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ và tổ chức Miss World Việt Nam đã luôn bên cạnh lúc thăng trầm, tin tưởng và cho tôi cơ hội viết tiếp hành trình nhan sắc Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã yêu thương và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ cố gắng thể hiện hết mình tại cuộc thi, mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi những dự án sắp tới của tôi, Hoa hậu Ý Nhi xúc động chia sẻ. Ý phát biểu bằng tiếng Anh trước khán giả. Tại sự kiện, các thí sinh Miss World Việt Nam 2024 có màn chào sân đầu tiên khi tập hợp tại thành phố Hồ Chí Minh khi chính thức vào nhà chung cách đây vài ngày. Cuộc thi Miss World Việt Nam 2024 sẽ kéo dài từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 với nhiều hoạt động hấp dẫn đi qua nhiều tỉnh thành. Các thí sinh phải trải qua nhiều phần thi như Head to Head Challenge, phần thi đối đấu, Talent, phần thi tài năng, dự án nhân ái, trình diễn thời trang. Người chiến thắng cuộc thi sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2024 tổ chức vào tháng 9. Các phần thi của Miss World Việt Nam cũng sẽ bám sát với format của kỳ quốc tế. Cũng theo ban tổ chức, Miss World 2024 tại Việt Nam diễn ra trong 18 ngày, từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9. Với các phần thi và hoạt động sôi nổi như Nam Vương Tài Năng, Nam Vương Bản Lĩnh, Head to Head Challenge, Nam Vương Thể Thao, Top Model, chụp hình vẽ nghệ thuật trên cơ thể. Cuộc thi dự kiến đi qua nhiều địa điểm như thành phố Phan Thiết, thành phố Vũng Tàu, vườn quốc gia Nam Cát Tiên, đương kim Mr. World, Jacques Newwood và dàn thí sinh Mr. World Việt Nam. Bài, video, Phước Sáng Ảnh. Hoa hậu Thanh Thủy gợi cảm trong tạo hình cô dâu hắc ám. Tiếng Anh của Hoa hậu Thanh Thủy đang ngày càng hoàn thiện và đa dạng hơn trước thềm dự thi quốc tế. Chiều ngày 22 tháng 6, Hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ tham dự sự kiện công bố thí sinh Miss World Việt Nam 2024 và lịch trình Miss World 2024. Màn xuất hiện của đương kim Hoa hậu Việt Nam nhanh chóng lọt vào ống kính của truyền thông. Bộ vác trên người mẫu váy đen hút ngực được thiết kế bằng chất liệu xuyên thấu nóng bỏng. Bộ váy này theo phong dáng hút ngực, xẻ cao và đồng thời đính kèm phần khăn váy góc dài mềm mại. Giao diện của nàng hậu Đà Nẵng khiến người hâm mộ liên tưởng đến hình ảnh cô dâu hắc ám. Không những vậy, bộ váy này còn phần nào giúp Hoa hậu Thanh Thủy tôn trọng tu nghiệp về hình thể. Bộ khoe khéo khắp thiết lê căng tròn, lấy đà vùng đôi chân dài mượt mà ấn tượng. Hoa hậu Thanh Thủy còn ghi điểm với làn da trắng sáng. Thời gian gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy khá ưa chuộng những trang phục theo phong cách quyến rũ. Đặc điểm chung của loạt váy áo này đều nằm ở phong dáng ngắn phún trên đầu gối hoặc chất liệu mỏng manh, xuyên thấu và nhiều đường cắt xẻ táo bạo. Hậu can thiệp giao kéo, trùng tu nhan sắc, Hoa hậu Thanh Thủy khá tự tin diện những trang phục khó nhằn này. Phần thái của nàng hậu cũng thăng hạng trông thấy, khiến công chúng đặt niềm tin cô sẽ làm nên chuyện tại cuộc World Miss International 2024. Ngoài tạo hình nóng bỏng, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn xen kẽ chỉnh làng những hình ảnh đáng yêu, trẻ trung phù hợp với lứa tuổi. Một số hình ảnh của Hoa hậu Thanh Thủy trước này ra quân quốc tế.